Thưa quý vị, vụ cháy xảy ra tại nhà dân kết hợp kinh doanh quần áo Vinh Duyên, địa chỉ số 379 O2, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu. Khi xảy ra cháy, trong nhà có 5 người đang ngủ, làm 1 người tử vong, 2 người bị thương. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 8 năm 2023, Công an huyện Gò Dầu nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại shop kinh doanh quần áo Vinh Duyên, địa chỉ số 379 O2, khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu. Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Gò Dầu nhanh chóng triển khai chữa cháy. Sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh, Công an huyện Bến Cầu, Công an thị xã Trảng Bàng và đội chữa cháy công ty VRG tăng cường 9 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe tiếp nước đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu do gia đình cung cấp là khoảng hơn 10 tỷ đồng. Được biết, shop kinh doanh do ông Trương Quang Vinh, 49 tuổi làm chủ. Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, trong nhà có 5 người, gồm ông Trương Quang Vinh cùng vợ là bà Trần Kim Duyên, 46 tuổi, và hai người con Trương Điền Bảo Chiêu, 25 tuổi, Trương Trường Thịnh, 18 tuổi và Bùi Thị Rầy, 62 tuổi, mẹ ruột ông Vinh. Ban đầu, người dân xung quanh nghe tiếng nổ nhỏ, tưởng có trộm nên báo công an. Nhưng khi lực lượng công an đến hiện trường quan sát, thấy trong nhà có cháy nên dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ phá cửa chữa cháy, nhưng ngọn lửa lớn bao trùm cả căn nhà. Lực lượng công an cùng người dân nhanh chóng cứu được 5 người trong gia đình. Riêng bà Rầy tử vong, Vinh và anh Chiêu bị thương. Hiện nguyên nhân vụ cháy được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra làm rõ.